Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình có một tiêu đề muốn chia sẻ với tất cả anh chị em. Cái giọng của mình nó hơi khàn, cho nên mọi người chịu khó lắng nghe nha mọi người. Mình nghĩ cái thông tin này cực kỳ hữu ích với tất cả những người nào đó đang chuẩn bị xin visa đi đến Mỹ. Và cái pháp lệnh mới này nó ban hành vào ngày 31 tháng 5 dành cho tất cả những người nào đó mới xin visa đi Mỹ nhập cảnh đến Mỹ, thường trú nhân hoặc là định cư Mỹ đều phải chấp hành cái luật lệnh này. Đó là cái luật lệnh lập ban hành là các bạn phải kê khai cái tài khoản mạng xã hội của mình vào trong cái visa khi mà mình đi qua bên Mỹ định cư hoặc là đi du lịch, vẫn phải kê khai nha các bạn. Theo một lời của một quan chức được giấu tên thì họ có nói một câu là như vậy: chúng ta có thể thấy trên khắp thế giới những năm gần đây, trang mạng xã hội đã trở thành một cái diễn đàn của những kẻ khủng bố. Việc kê khai mạng xã hội đang dùng sẽ là công cụ sàng các mối đe dọa tới an toàn chung của nước Mỹ cũng như là cá nhân riêng, là một cái bộ ngoại giao họ giấu tên họ cho biết là như vậy. Quan chức này còn cho biết thêm là quy định được áp dụng từ ngày 31 tháng 5 đưa vào, và họ gọi đây là bước tiến mới quan trọng trong việc tăng cường và siết chặt việc kiểm soát công dân nước ngoài đến nước Mỹ. Và hiện tại người kê khai có thể khai báo một số thông tin trang mạng quan trọng sử dụng, ví dụ như Facebook, YouTube hoặc là Twitter hoặc là Instagram. Thì sau thời gian tới nữa thì họ sẽ đưa vào những cái ai mà bất kỳ xài cái trang mạng nào cũng phải kê khai, kể cả là lớn hay nhỏ, bạn cũng phải kê khai hết tất cả những cái tài khoản mà mình tạo ra có tên mình đứng là mình phải kê khai hết. Nếu như các bạn không kê khai và bạn giấu và họ phát hiện được thì lúc đó là các bạn sẽ có những cái hình, họ sẽ có những cái hình phạt dành riêng cho mình, và có lẽ là họ sẽ rất nặng, họ sẽ giống như là mình nói dối và bao che thì nó sẽ có những hình phạt, khung phạt rất là nặng đối với mình. Thì mình nghĩ là những cái thông tin như vậy rất cần và rất quan trọng với tất cả anh chị em, những người nào đó đang đụng chạm đến giấy tờ và đang có những cái bước tiến đi đến nước Mỹ chơi, định cư, du lịch hay bất cứ một cái điều gì đó, thì cần phải biết những cái điều này và nó sẽ áp dụng về sau nữa các bạn. Và cái luật ban hành đó là quy định này á là bắt nguồn từ sắc lệnh hành pháp tháng 3 ngày 2017 do Tổng thống Donald Trump ký mang tên bảo vệ quốc gia khỏi sự xâm nhập của khủng bố nước ngoài vào nước Mỹ. Đó là cái sắc lệnh này do Tổng thống Donald Trump đã ký kết vào tháng 3, nhưng mà đến tháng 5 này họ mới áp dụng vào cái thực tiễn và cái chính sách làm giấy tờ của nước Mỹ. Cho nên cái điều này là một cái bước tiến mới cực kỳ quan trọng và mình nghĩ là hầu hết các bạn nên biết và hãy chia sẻ cái thông tin này với những người nào đó đang có những cái giấy tờ đi làm về giấy tờ định cư Mỹ, du lịch Mỹ, thì hãy nên biết những điều này. Các bạn phải nên kê khai và điền vào đó. Cái điều đó là bắt buộc các bạn, vì họ muốn siết chặt cái sự an toàn cho cái nước Mỹ để tránh những cái tình trạng khủng bố và những cái người mà kêu bằng quấy rối an ninh mạng á, dùng cái trang mạng xã hội để quấy rối hoặc là truyền đạt những cái tin tức không tốt và những cái điều mà làm ảnh hưởng đến xã hội cũng như là ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nếu như các bạn kê khai vào đó thì họ biết các bạn là chủ của tài khoản nào thì họ giám sát các bạn được, hoặc các bạn có những cái gì đó mà nó ảnh hưởng đến xã hội
và những cái tuyên truyền không tốt thì họ sẽ bắt các bạn và giống như là các bạn không dám lộng hành trên trang mạng xã hội nữa. Tại vì á, ngày xưa trang mạng xã hội là ảo, nhưng mà bây giờ trang mạng xã hội là thật, người thật, việc thật trên trang mạng xã hội. Và nó có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn vào cái xã hội của mình rất nhiều. Ví dụ như bạn chỉ cần đăng một cái video nào đó, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái người xem, những cái người nghe về mặt tiêu cực cũng như là tích cực, tùy theo cái nội dung video của họ truyền tải, hoặc là những cái trang mạng, trang cá nhân nó có làm ảnh hưởng tới cái người sử dụng trang mạng rất nhiều. Ví dụ như họ truyền những cái tin giật gân không tốt, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái lòng tin cũng như là công ăn việc làm của những người họ dùng trang mạng xã hội. Họ thấy và họ biết được, bắt đầu họ sợ và họ bị ám ảnh, giống như là họ không yên tâm trong cái việc làm ăn của mình á. Cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều. Và bây giờ họ có những cái điều thiết thực và làm siết chặt về những cái trang mạng xã hội và những con người đang sử dụng trang mạng xã hội để làm những việc bậy. Thì bây giờ là nó có những chính sách thiết thực, nó làm cho những cái con người mà muốn làm bậy trên trang mạng xã hội cũng không dám nữa các bạn. Cho nên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một ít thông tin với tất cả cô chú anh chị và các bạn. Do là mình khan tiếng, mình bị tắt tiếng, nhưng mà mình vẫn muốn đưa cái thông tin này đến tất cả mọi người, vì mình thấy cái thông tin này rất 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 quan trọng. Cảm ơn tất cả mọi người đã chịu khó lắng nghe khi mà cái giọng của mình nó không được tốt, nhưng mà các bạn vẫn nghe đến thời điểm này. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Nếu các bạn yêu thương kênh của mình, hãy đăng ký subscribe ủng hộ kênh của mình. Đừng quên like cho mình một like, vì cái tinh thần truyền đạt thông tin với tất cả mọi người nha. Thực sự là em nói chuyện không còn cả tiếng nữa mọi người thấy không? Không còn tiếng nữa, nhưng mà em vẫn cố gắng. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Bye bye.